này quay Thái 203 anh em nha. Đúng zin như vậy đó. Xe này thì nó zin hết, nó nói thật nó thẳng thừng ra rồi nó zin hết anh em ơi. Có một cái là chủ xe người ta dặn chắc khi đi lâu có đổ hơi á. Đó, cái ta rút cái bộ phận đầu ra ta làm hơi lên. Nhưng mà nghe thì nói chung em chia sẻ với của anh em cò lái đó, người ta nói vậy thôi. Chứ dòm hoài dòm mãi dòm không thấy. Thì coi như là nó làm nhận hơi đây anh em ha. Nó chứ nòng bọng này cái đồ ác tăng đa còn nguyên hết trơn, áo sống đâu còn nguyên hết trơn. Con này thì tem sườn chữ S màu xanh lá cây, nó nằm ở trên cổ á. Cái dòng xe này á. Với 21 phụ năm này thì xài con này thì nói chung là quá ok đó anh em. Quá ok tầm giá luôn đó. Bây giờ nó cũng khó kiếm lắm. Nó khó kiếm đó. Nếu mà xe này á, nếu mà zin luôn á, nếu mà người ta không có rút đầu người ta để mà người ta lấy hơi á thì giá nó khác nha. Đó, giá nó có thể là nó phải là lên thêm 3 củ nữa đó. Đó anh em giờ móc tán. Tại vì mua bán thì nó biết rồi đó. Biết thì nói. Chứ thật ra mà bán cho anh em con xe này, nếu mà em nói bao đi thì vấn đề nó rất bình thường anh em ha. Tại vì bản chất của nó là chung đồng rồi cái đồ nó còn bắt tông rồi cái đồ nó chưa có mà sấy mà. Đó. Chắc là ok lần này chung là ghi hết á. Về đi cà phê cà pháo này kia rồi. Tuyệt vời lắm. Lấy cái dít ra chỉnh ra tiêu chút. Nó đâu còn hết trơn rồi. Đó, bộ nó bù trơn vậy. Gô nó giống hoa anh pha lóc đen nè ha. Ha, mua vô ok. Nói chung cái xe này thì nó dành cho anh em là người ta không có ngại hả? Cái chuyện máy móc chậm hay không chậm. Nó quan trọng là im ngon nè, đó. Còn cục máy em bao nha. Máy là tốt nền rồi, cái đồ em có hết kiểm tra hết rồi. Chưa có đụng chạm nó, nồi đá gặt gặt lên nha. Đó, ha, nồi đá đàng hoàng. Đó, phù hợp anh em nào thì anh em nói chơi thôi. Em coi xe em cũng nói hoài à. Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tánh, không ai giống ai đâu. Có nhiều anh em ta cũng không có cần nó ghim mà nó kiểu nó lào xào đó. Nó biển sao mà im chắc. Đó, đúng ý người ta là ta chơi thôi. Đó, chứ giờ ví dụ như là ông chủ ông chưa có làm đi. Nó đổ hơi nó ra khói. À, hoặc là máy móc những khi cam cò xúc bắp này kia độ nó kêu là sẹt sẹt nghe một cõi ha. Đó, từ rút ra mình khi ta thay mới là im hết trơn cho mình luôn. Quan trọng là cái hệ thống khúc trong này. Nó dên nồng này kia đồ chưa có làm gì hết á. Còn nguyên zin á. Chạy sướng lắm nha. Máy cực kỳ luôn anh em thấy không? Nè nghe tiếng máy nè. Đó, nồi còn chả cọc cọc anh em ha. Garanti nó hơi lớn đó, cái nồi nó giật. Rồi, anh em nào thấy máy thì alo em nghe. Con này biển số nó đó, biển số nó sẵn luôn đó. Biển số cũng khá dễ nhớ ha. 20662. Biển số 67 này mới đổi hai số. AK. Xe này thì bán thì em giao thẻ, giao giấy tờ cho anh em. Còn anh em muốn sang kênh hơn bọng gì đó thì anh em có thể liên hệ với các bạn nhân viên bên em giùm để nó hỗ trợ nó cho cái số anh em dịch vụ bên đó. Đó. Rồi thương lượng với ta rút nhiều tiền, nhiều thời gian bao lâu gì đó ha. Đó. Còn cái chất xe này thì em thấy nó rất là chắc luôn á, zin lắm. Rồi ok, cảm ơn em đã dành thời gian vui với em nhé.